Sau khi cái phần mềm cấp có cho PC phiên bản tiếng Trung nó bị giới hạn người dùng á, thì cái phần mềm cấp có cho PC phiên bản quốc tế nó đã được nâng cấp và sử dụng rất là ok rồi các bạn ạ. Bạn nào mà chưa cài đặt cái phần mềm cấp có cho PC phiên bản quốc tế thì có thể click xuống phần mô tả hoặc là phần bình luận, mình có để link tải và cài đặt nha các bạn. Trước đây thì mình có làm những cái video hướng dẫn sử dụng cái phần mềm cấp có cho PC phiên bản quốc tế rồi, nhưng mà nó đã thay đổi cái giao diện, thành ra những người coi video đó của mình vào comment rất là nhiều, hỏi là anh ơi sao em làm cái này không được, làm cái kia không được, cái này ở đâu, cái kia ở đâu. Vì vậy cho nên cái video này mình sẽ lại một lần nữa hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng từ A tới Z cái phần mềm này nhé. Trước khi bắt đầu thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian để theo dõi, và nếu thấy video này của mình có ích thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh, và nếu có câu hỏi gì cũng có thể đặt dưới phần bình luận, mình sẽ trả lời trong video sau nhé. Ngoài ra thì mình còn một group Facebook tên là cộng đồng photographer và videographer. Trong này thì có rất rất là nhiều khách hàng hoặc là những nhà tuyển dụng cần tìm kiếm những người quay phim chụp hình rất rất là nhiều luôn. Cho nên những anh em bạn bè nào mà có nhu cầu tìm job, tìm cái công việc quay phim chụp hình có thể tham gia vào cái group của mình để tìm những cái job phù hợp với bản thân, hoặc là để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng liên quan tới công việc quay phim chụp hình của bạn trong group này nhé. Và mình có một trang web là haiguyenmeda.com. Trên này thì mình cung cấp những cái kiến thức miễn phí cho anh em bạn bè nào muốn tìm hiểu về cái lĩnh vực quay phim chụp hình có thể lên đây để học hỏi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, và bây giờ không chần chừ nữa, chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu về cái phần mềm cấp quốc cho PC phiên bản quốc tế này nhé. Trước mắt các bạn đang là cái giao diện của cái phần mềm CapCut quốc tế. Thì đây là cái project cũ mà chúng ta đã từng chỉnh sửa. Nếu các bạn muốn xóa nó đi cho nó nhẹ máy thì chúng ta cũng có thể xóa bằng cách quét qua nó, rồi sau đó chọn vào cái thùng rác dưới đây nha các bạn, để delete nha. Rồi sau đó click vào OK. Đó, nó sẽ xóa project cũ của chúng ta đi. Rồi để mà bắt đầu tạo một cái project mới thì chúng ta click vào cái dấu cộng ngay đây nha các bạn. Đấy, rồi đây nó sẽ vào trong cái giao diện chính của cái phần mềm CapCut quốc tế. Để mà chỉnh sửa hoặc là dựng một cái video thì chúng ta phải, thứ nhất chúng ta phải có nguyên liệu, và để thêm nguyên liệu vào thì chúng ta sẽ click chọn một cái menu media ngay đầu tiên này nha các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái giao diện của cái phần mềm CapCut quốc tế này. Nó sẽ chia làm bốn cái khu vực chính. Đầu tiên là khu vực này gọi là menu, khu vực thứ hai gọi là player, khu vực thứ ba gọi là detail, và khu vực thứ tư gọi là timeline. Thì mỗi khu vực nó sẽ phụ trách một cái chức năng khác nhau. Thì ở cái thôi mình sẽ hướng dẫn, bỏ cái video về để hướng dẫn luôn cho nó dễ nha các bạn. Rồi để mà import video, hình ảnh hoặc là âm thanh thì chúng ta sẽ có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ click chọn vào menu media nè, rồi chọn vào cái local nè, chọn vào import nè. Rồi sau đó ở đây nó sẽ có một cái dấu cộng. Chúng ta cũng có thể click vào dấu cộng này để load tới cái thư mục mà chúng ta chứa cái nguyên liệu á, để mà bỏ vô. Ví dụ như mình muốn bỏ cái video này vô nha, sẽ click chọn vào đây và click import, hoặc là có thể nhấp đôi vào cái video này cũng được. Đó, nó sẽ vào trong. Cách thứ hai là chúng ta cũng có thể mở sẵn cái thư mục chứa cái nguyên liệu này lên. Ví dụ video này mình muốn bỏ trong đây, mình chỉ cần nắm kéo vào thôi. Đó, vậy là xong. Rồi sau đó để mà từ cái video này chúng ta muốn chỉnh sửa đúng không, thì chúng ta phải bỏ nó xuống dòng timeline. Thì khi mà chúng ta re chuột tới cái video nào thì nó sẽ xuất hiện một cái dấu cộng ở đây. Chúng ta click vào dấu cộng, nó sẽ tự động xuất hiện dưới dòng timeline này nha các bạn. Hồi nãy mình đang chọn cả hai cái, cho nên á, ví dụ như thế này nè, mình đang chọn cả hai cái, thì khi mà mình click dấu cộng ở một trong hai cái thì nó sẽ xuất hiện cả hai cái dưới đây. Đó, mình sẽ xóa bớt một cái. Cách thứ hai nữa là chúng ta cũng có thể nắm kéo nó xuống. Đó, ok chưa? Khi mà các bạn click vào dấu cộng thì mặc định nó sẽ xuất hiện ở cái dòng timeline chính. Đó, xuất hiện dòng timeline chính nha. Mình sẽ xóa này cho các bạn xem lại nè. Đó, click dấu cộng thì mặc định nó sẽ xuất hiện ở cái dòng timeline chính. Còn nếu các bạn muốn nó nằm phía trên cái video này thì chúng ta cũng có thể nắm này kéo lên. Đó, hoặc là nắm từ đây kéo xuống đều được nha. Ok chưa? Để di chuyển như này, nắm kéo nó rất là dễ đúng không? Rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng cái thư viện của nó. Đây, cái library, chúng ta có thể mở nó lên. Ở trong này thì nó sẽ có những cái hình ảnh và video sẵn có để chúng ta có thể làm nguyên liệu, dựng video, làm tha hồ và sáng tạo nha các bạn. Rất là nhiều cái mẫu khác nhau nè. Đó, video hình trái tim, rồi video chữ, rồi hình ảnh, rồi các thứ rất là nhiều. Hình trắng này, hình đen này, hình sọc nè. Đó, tha hồ các bạn sáng tạo nha. Rồi thứ hai là âm thanh. Âm thanh thì chúng ta có thể thêm ở ngoài vào bằng cái cách nhiều nãy luôn á, y chang video này luôn. Hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng âm thanh của cái phần mềm này, nó có sẵn, là chúng ta click vào cái menu thứ hai là audio. Đây, thì ở trong này nó có rất là nhiều cái âm thanh khác nhau, và nó sẽ phân loại theo chủ đề ở bên này nha các bạn. Du lịch này, vlog này, tươi mới này, các bạn có thể tự vào đây để tìm. Đây là cái nhạc, còn dưới này nó còn có hiệu ứng âm thanh khác nữa bạn, giống như là tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng Anh, tiếng đổ nước, tiếng vỡ ly gì đó, rất là nhiều thứ trong này tha hồ mà các bạn khám phá nha.
cái này thì các bạn có thể từ từ khám phá, mình sẽ không hướng dẫn hết ở đây được. Rồi tiếp theo đó là cái menu là thêm chữ, thì chúng ta click vào đây. Đó, đây có default tag là thêm chữ, cái kiểu cơ bản nhất. Còn các bạn muốn sử dụng những cái hiệu ứng có sẵn của cái phần mềm này á, thì chúng ta có thể click vào cái effect này. Đó, những mẫu chữ hiệu ứng nó có sẵn. Rồi dưới đây là những cái chủ đề của chữ đó, thì các bạn có thể click để kiếm nha. Đó, thì bắt buộc khi mà các bạn sử dụng cái nguyên liệu có sẵn của phần mềm thì các bạn phải có mạng để nó load những cái này nha. Phải sử dụng mạng thì nó mới load được những cái này, còn không có mạng thì nó không load được đâu. Dưới này là những cái test temperature, rất là nhiều thứ để chúng ta mò mẫm trong này. Đó, ok chưa? Rồi, cái menu tiếp theo là sticker. Sticker, đó, đây là những mẫu sticker có sẵn cho chúng ta thêm thắt vào video cho nó sinh động các bạn. Đó, đây là chủ đề này, rất là nhiều. Rồi, bên này là effect. Effect này thì nó tạo cái hiệu ứng cho video của chúng ta. Bạn nào sử dụng phần mềm này trên điện thoại thì cũng rành rồi đúng không? Mình không cần phải nói sâu xa về cái này nữa. Rồi, tiếp theo là cái transition, là cái hiệu ứng chuyển cảnh giữa hai video khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ thêm một cái video nữa xuống dưới đây nhé. Rồi bắt đầu thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh. Ví dụ như đây, đây là hai video khác nhau đúng không? Rồi để mà thêm chuyển cảnh thì chúng ta cũng có thể click vào cái đầu tiên để cho nó tải nha các bạn. Ví dụ như đang xuất hiện cái dấu này là nó chưa tải nè. Click vào xong á, nó tải xong thì nó sẽ xuất hiện dấu cộng. Thì chúng ta chỉ cần click vào dấu cộng, nó sẽ thêm vào cái khoảng cách giữa hai video mà gần với cây kim này nhất nè. Đó. Rồi mình sẽ coi thử nha. Đó, nó sẽ chuyển cảnh, zoom to ra và chuyển cảnh. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cái chuyển cảnh khác, ví dụ như trang giấy này đi nha. Mình sẽ click cái đầu tiên để cho tải, rồi sau đó click vào dấu cộng, rồi xem lại nha. Đó, rất là dễ đúng không? Nếu hiệu ứng này các bạn cảm thấy nhanh quá thì chúng ta cũng có thể zoom cái này lên để kéo cái hiệu ứng ra. Để như này kéo cũng được, nhưng mà sợ các bạn nhìn thấy không rõ. Thì để mà zoom cái dòng timeline này, chúng ta có thể bấm Ctrl cộng. Đó, hoặc là ở bên này chúng ta cũng có thể kéo giãn nó ra bằng cái thanh này nha các bạn. Đó, ví dụ như mình sau khi phóng to nó ra rồi thì chúng ta nắm cái hiệu ứng này nè. Đó, để kéo giãn ra, kéo càng dài thì hiệu ứng này xảy ra càng lâu. Mình sẽ để một khoảng như thế này đi. Rồi, mình sẽ chạy lại cho các bạn xem nha. Đó, hiệu ứng nó sẽ diễn ra lâu theo cái khoảng thời gian mà chúng ta kéo. Rồi muốn nhanh thì kéo nhỏ lại nha. Ok chưa? Rồi, tiếp theo đó là cái filter. Filter này là những cái bộ lọc màu đó các bạn. Khi mà các bạn add một cái bộ lọc màu lên đây thì nó sẽ tác động vào cái video của chúng ta. Ví dụ như mình có thể để kiếm thời gian đây nha. Rồi, chọn đại vào một cái nha, ví dụ cái này đi. Đó, sau khi nó tải thì nó sẽ xuất hiện ở đây, chúng ta xem thử các bạn, xem thử coi phù hợp hay không rồi chúng ta mới bỏ xuống đây á. Rồi màu này mình thấy không đẹp đúng không? Mình sử dụng màu này thử. Đó, màu này mình thấy trắng trẻo đẹp nè. Đó, mình sẽ thêm nó xuống đây nha. Click dấu cộng. Rồi, sau đó nó sẽ có một cái layer gọi là màu ở đây. Thì để mà nó phủ hết cái đoạn video của chúng ta thì chúng ta nắm hai đầu kéo ra thôi. Đó, kéo ra thôi, kéo khi nào hết video thôi nha. Đó, ok chưa? Rồi mình xóa đi. Rồi, cái menu tiếp theo đó chính là adjustment. Thì đây là cái giống như kiểu cái layer trống để chúng ta có thể chỉnh sửa ánh sáng và màu sắc ở trên nó nha các bạn. Nói các bạn có hiểu, mình có thể click vào dấu cộng đây. Đây, nó sẽ xuất hiện một cái adjustment layer. Thì cái này nó sẽ hoàn toàn chưa có gì hết. Nè, các bạn không thấy thay đổi gì hết đúng không? Đó, chúng ta cũng có thể, chúng ta sẽ chọn vào nó và sau đó ở bên này nó sẽ xuất hiện cái gọi là chỉnh màu và chỉnh ánh sáng nha các bạn. Đó, đầu tiên là load thì chúng ta cũng có thể thêm cái load vào đây. Rồi chỉnh màu ở dưới đây, ví dụ mình chỉnh cho nó xanh. Đó, hoặc là chỉnh cho nó vàng. Đó, ví dụ mình sẽ chỉnh 7 cho các bạn nhìn nha. Đó, đây, thấy không? Nó sẽ chỉ tác động lên cái vùng mà có cái layer này thôi. Bây giờ chúng ta không thích nó tác động lên đây, chúng ta có thể bỏ qua đây. Đó, rồi qua đây coi. Đó, thấy không? Cái này nó tiện một cái là khi mà chúng ta muốn giữ thì chúng ta giữ, không muốn giữ thì chúng ta chỉ cần xóa này thôi. Chứ nếu các bạn mà chỉnh màu lên trên hẳn cái video á,
chỉnh màu như thế này cũng có thể chỉnh thẳng lên trên video nha các bạn. Nhưng thì để mà chúng ta muốn loại bỏ nó hay là thêm thắt gì đó nó sẽ rất là khó, nên chúng ta nên sử dụng cái adjustment layer này, nó sẽ tiện cho chúng ta hơn. Đó, mình sẽ xóa nó đi đã. Rồi, xong cái phần bên này nha các bạn. À, đây còn cái lút gì nữa nè. Này là thêm lút, là tức là thêm lút màu cho cái phần mềm này á, thì chúng ta không có lút thì thôi, không quan tâm. Rồi, vậy là xong cái khu vực menu này nha các bạn. Tới khu vực thứ hai là khu vực layer, đúng không? Thì ở trong này chúng ta sẽ chỉnh sửa những gì? Chúng ta có thể phóng to nhỏ cái khu vực này lên, đó, bằng cách nắm kéo cái này để cái video của chúng ta to hơn, dễ nhìn hơn. Ở dưới này thì nó sẽ có cái thời gian thời gian của video nè, đó, tổng thời gian là 37 giây 17, thì cái kim đang nằm ở giây thứ 12 giây 11 đó thôi nha. Hết video là 37 giây 17, ok chưa? Cái này là cái âm thanh nha các bạn. Nếu có âm thanh thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Ví dụ như mình thêm một cái âm thanh body, đó, mình thêm xuống dưới đây chạy nha. Đó, khi có âm thanh thì nó sẽ xuất hiện cái này. Rồi, nút này nút là chạy và dừng lại nha các bạn, play and pause. Rồi, ở bên này là phóng to, đó, phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ. Bên này là chỉnh cái tỷ lệ video các bạn. Đây là tỷ lệ video gốc original, tức là gốc cái video này của chúng ta bỏ vào nó tỷ lệ bao nhiêu thì nó sẽ giữ nguyên bấy nhiêu. Nếu chúng ta không muốn sử dụng cái tỷ lệ ngang này mà muốn sử dụng cái khung dọc á, thì chúng ta cũng có thể chỉnh ở đây nha. Ví dụ mình sẽ click vào đây và chọn cái tỷ lệ dọc, thì ở trong này nó sẽ có rất là nhiều cái tỷ lệ khác nhau, các bạn tha hồ mà chọn lựa. Dọc thì mình sẽ sử dụng là 9:16, đó, ngay lập tức cái tỷ lệ video này nó sẽ trở thành là 9:16. 9:16 thì mình sẽ nắm kéo này cho nó full hết này. Đó, thấy không? Ở bên này cũng vậy, nắm kéo cho nó full hết. Rồi, chạy thôi. Bây giờ là nó thành một cái video gieo dọc rồi đúng không các bạn? À, rất là đơn giản đúng không? Mình sẽ trở về. Rồi, ở bên này là cái nút để phóng to cái video ra coi toàn màn hình nha các bạn. Đó, đây, bây giờ thì chúng ta có thể xem to hơn nữa. Đó, trở về thì nhấp vào đây. Rồi, tới cái mục bên này là cái mục mà chỉnh sửa chi tiết của video các bạn. Khi mà các bạn chọn vào một video nha, chọn vào một cái video. Rồi, thì ở bên này nó sẽ xuất hiện một cái gọi là bốn cái chuyên mục. Thứ nhất là video, thứ hai là speed, thứ ba là animation và thứ tư là adjustment. Rồi, cái đầu tiên là cái video thì nó sẽ có bốn cái menu con là basic, cut out và mask và enhance. Ở trong cái basic này á, thì chúng ta sẽ có cái mục đầu tiên là position and size, tức là kích thước và cái vị trí. Thì cái thanh đầu tiên là scale này thì chúng ta có thể tăng giảm để thay đổi kích thước của video nha các bạn. Đó, mặc định của nó là 100 thì các bạn có thể gõ ở đây cũng được. Rồi, ở dưới này là cái vị trí của video thì chúng ta có thể chỉnh ở đây, hoặc là chúng ta có thể nắm kéo ở ngoài này. Mình nghĩ là nắm kéo sẽ dễ hơn chứ hơi đâu mà chỉnh trong đó đúng không? Rồi, ở dưới này là cái xoay của video, chúng ta có thể chỉnh ví dụ xoay 90 độ gõ đây. Đó, hoặc là chúng ta cũng có thể nắm cái thanh này để xoay. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể nắm cái cục ngoài này để xoay. Kiểu gì cũng được đúng không? Mặc định của nó là 0, mình sẽ trả về 0. Rồi, ở dưới này là blend mode. Thì nó sẽ có những cái chế độ hòa trộn khác nhau, thì cái này các bạn có thể mò để biết thêm chứ cũng có ít khi sử dụng lắm á. Rồi, opacity là độ hiển thị của video, nếu các bạn giảm nó về 0 nó sẽ mất đi hoàn toàn và cho nó xuất hiện từ từ, thì cứ tăng cái này lên nha các bạn, hết cỡ là 100%. Rồi, ok chưa? Rồi, ở dưới này là stabilizer, cái này gọi là chống rung video. Khi mà cái video của bạn quay nó hơi rung một tí thì chúng ta cũng có thể click vào cái stabilizer này để nó chống rung nha các bạn. Sau khi click vào thì nó sẽ có một cái gọi là cái level. Level ở đây thì chúng ta có thể nhấp vào cái mũi tên này để chọn những cái chế độ cấp độ mạnh yếu khác nhau các bạn. Recommend là đề xuất nè. Đó, minimum là hình như là tốc độ nhỏ, ấy lộn, cái cường độ nhỏ. Còn most stable là cường độ mạnh ấy, thì mình sẽ để là đề xuất đi nha. Rồi, mình tắt nó luôn tại video này đâu rung đâu. Rồi, fill này á, thì tức là nó sẽ cho chúng ta thêm vài cái hiệu ứng gọi là đây, blue. Đó, blue là nó sẽ làm mờ cái video của chúng ta. Thứ
Thứ hai nữa là color là nó sẽ add lên một video của chúng ta một cái lớp màu màu gì đó tùy các bạn nha. Và thứ ba là style. Style là những cái nhí nhố gì đó mà mình thường mình không để ý tới mấy này đâu, không xài luôn á. Rồi tiếp theo là cái menu cut out. Cut out này á thì là chúng ta có thể loại bỏ nền của chủ thể trong video này các bạn. Ví dụ như cái video này đi, đây đúng không, đây là một bạn mẫu đứng trên một cái nền, thì bây giờ mình muốn tách cái nền này ra khỏi bạn mẫu thì chúng ta cũng có thể chọn vào chroma key và chọn cái cây bút này để click vào cái vùng mà chúng ta muốn tách, cái vùng mà chúng ta muốn loại bỏ ra, đây nhấp vào đây nha. Thì chúng ta cũng có thể chỉnh bằng tay, bằng tay ở cái này nha. Đó, tăng lên thì nó sẽ mất này, tăng làm sao đó để vừa giữ chi tiết ở trong mà vừa giữ chi tiết ở ngoài, vừa xóa chi tiết ở ngoài chứ. Thì cái này nó khó, thông thường thì chúng ta sẽ cho nó làm tự động luôn bằng cách click vào đây auto cut out này, thì nó sẽ tự động tách cái nền ra khỏi chủ thể. Thì để mình làm thử cho các bạn xem nha. Thì tại vì video này hơi dài mình sợ nó tách lâu thì mất công các bạn chờ, mình sẽ thu ngắn video này lại đó, thu ngắn lại đó. Rồi sau đó mình sẽ click vào cái auto cut out này, đợi nó chạy nha các bạn. Ok, vậy là nó đã chạy xong. Thì các bạn có thể thấy là cái chủ thể của chúng ta đã được tách khỏi cái nền hoàn toàn rồi đúng không? Mình sẽ bật play cho các bạn xem thử nha. Đó, chủ thể của chúng ta đã tách khỏi nền hoàn toàn và tách rất là đẹp luôn ấy. Mình cảm giác là tách rất là đẹp. Thì chúng ta cũng thể lót một cái nền ở phía dưới này để làm cái background khác. Thì mình sẽ vào cái đây, vào cái library để tìm một cái video, ví dụ video này đi nha. Đó, mình sẽ thêm vào đây và cho nó nằm dưới cái video này, mình sẽ cho nằm dưới video này, cho video này lên trên nè. Rồi đó, ok chưa, đây các bạn xem nè. Đó, hay không? Rồi nha, rồi cái menu tiếp theo là mask. Mask này á, thì là nó sẽ cho cái video của chúng ta hiển thị theo cái kiểu nào á. Ví dụ mình muốn hiển thị video này theo kiểu hình trái tim đi, click vào đây, đó. Rồi mình sẽ thay đổi kích thước nó từ ở đây, nó đơn giản không? Hoặc là di chuyển nó tùy. Rồi chạy, ví dụ nha. Đó, thì nó sẽ chỉ xuất hiện trong cái khu vực mask này thôi. Trở về. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cái hình khác, ví dụ như ngôi sao này, hình vuông, hình tròn này, đó đó, rất là nhiều. Ok chưa? Rồi tiếp theo là enhance. Enhance này là cái để làm đẹp đó các bạn. Ví dụ như là cái mục đầu tiên là retouch, mình sẽ click vào đây. Đó, nó sẽ tự động nhận diện khuôn mặt của chủ thể trong cái video này đúng không? Smart là làm mịn da nha các bạn. Đó, mình tăng lên thì các bạn thấy rất là mịn da nè, nhưng mà đừng tăng quá nó sẽ mất chi tiết của da đó. Rồi Brighten này là cái gọi là cái độ sáng của da đó, mình tăng lên thì da nó sẽ rất là sáng nha, tăng vừa thôi, cái gì cũng vừa phải thôi. Whitening này là cái làm trắng răng, thì mẫu này không có nhe răng cho nên là khỏi thử nha. Cái smile line là tức cái đường rãnh cười các bạn, nó sẽ làm mờ đi cái rãnh cười các bạn, đó thấy không, cái rãnh cười bên hai cái môi á, đó tăng lên thì nó sẽ làm mờ đi. Rồi cái dark circle này là nó sẽ loại bỏ cái quầng thâm mắt đó các bạn. Các bạn nào mà bị thâm mắt quá, cái quầng thâm quá thì các bạn tăng cái này lên nha. Đó. Rồi. Ở dưới này là cái facial beauty, gọi là cái chỉnh sửa làm đẹp cái khuôn mặt đó các bạn. Đó, ở trên này thì nó có cái chế độ này single mode này hoặc là multi mode, thì hai cái này mình không biết nó ảnh hưởng như thế nào thì mình cứ để là single mode đi. Mở lên nè. Rồi cái shape này nè. Đó, cái thu gọn cái khuôn mặt của chúng ta lại á, làm nhỏ khuôn mặt của chúng ta lại á. Rồi cái mandical này là cái làm nhỏ hai cái má thôi. Đó, hồi nãy là cả cái nửa khuôn mặt dưới, còn cái này là cái má nha. Còn cái này là cái gì đây? À, là hai cái gò má trên măng tay nha các bạn. Đó, còn chin này là cái cằm nè, đó, cái cằm, thu gọn cằm nè, đó, thấy không? Rồi dưới này là A nè, A là con mắt nè, ai chứ quên. Đó là mắt to nè, đó. Rồi nose là mũi nè, mouth là miệng nè, body nè, cái này thì cái này nếu là cái video nó full người thì nó sẽ chỉnh dễ hơn nha các bạn.
đó, giống như là kiểu làm mịn da rồi làm sáng da rồi làm thon gọn eo rồi làm dài chân rồi các thứ, làm đầu nhỏ lại nè, cái này làm dài chân nè, cái này làm nhỏ eo nè, ý là mình đoán vậy, mình không thử không biết nha các bạn, có gì các bạn cứ thử sau nha. Rồi xong cái chuyên mục video đầu tiên, tới cái chuyên mục thứ hai là speed, thì speed này là điều chỉnh tốc độ nha các bạn. Hiện tại tốc độ đang là 1x thì các bạn muốn nó chậm, cái video này nó chậm hơn thì các bạn có thể giảm nó xuống là ví dụ như 0,5x thì đó, thì giảm tốc độ thì thời lượng nó sẽ dài ra đúng không? Đó, mình sẽ bật hoặc là giảm xuống sâu hơn được nữa cũng được, 0,2 nè, 0,1 cũng được, thì giảm càng càng chậm thì nó sẽ càng dài thôi, hoặc là các bạn muốn nhanh hơn thì cũng có thể tăng lên đây. Đó, mình sẽ trở về 1x. Thì ở dưới này nó sẽ có một cái thanh thời gian đo cho chúng ta là khi mà chúng ta giảm 0,5 thì thời gian nó tăng lên bao nhiêu, nó tăng từ 6,7 giây lên tới 11,2 giây nha các bạn. Đó, còn tăng lên nữa thì thời gian từ 6 làm nhanh hơn ấy, thì thời gian từ 6,7 giây xuống còn 2,5 giây. Ok chưa? Rất là đơn giản đúng không? Rồi Boy Tone Jungle. À, cái này giống như kiểu là khi mà các bạn làm cái video nó nhanh hơn này, nó chậm đi á, thì chúng ta click vào cái này để nó sẽ giữ cái âm thanh của chúng ta không bị chạy theo á. Ví dụ như mà khi chúng ta tăng cái video này nhanh hơn á, thì cái giọng nói của chúng ta nó sẽ bị éo 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 á. Thì cái này hình như là để nó giữ lại được cái giọng gốc thì sao á, mình không rõ nữa. Có gì các bạn thử rồi comment lại đây cho mình biết nha. Rồi, thay vì chúng ta điều chỉnh bằng cái thanh này, chúng ta cũng có thể điều chỉnh bằng cái biểu đồ, thì chúng ta sẽ click qua cái phần code này, rồi sau đó nó sẽ có những cái biểu đồ sẵn để mà chúng ta chọn vào. Đó, đây là những biểu đồ có sẵn nha. Còn nếu các bạn muốn kéo bằng tay thì click vào đây, Customize. Rồi, ở dưới đây nó sẽ xuất hiện một cái khung để chúng ta kéo, nó sẽ có ba cái điểm neo này nha các bạn. Mình nắm lên. Đó, nắm kéo lên hoặc kéo xuống hoặc là kéo gì đó tùy các bạn nha. Đó, tùy các bạn kéo nha. Rồi, ở dưới này nó sẽ có cái gọi là Smooth Slow Motion, thì nó sẽ làm cho cái chuyển động của chúng ta mượt hơn đó các bạn. Đó, click vào đây để làm chuyển động nó mượt hơn nha. Khi các bạn không muốn có thêm hiệu ứng chuyển động nào nữa, muốn loại bỏ hết đi thì chúng ta click vào None này nha. Rồi, tiếp theo là cái chuyên mục Animation. Thì ở đây á, nó sẽ có chia làm ba cái menu nhỏ, gọi là thứ nhất là In, thứ hai là Out, thứ ba là Combo. In là gì ạ? Là cái hiệu ứng chuyển động vào của video. Ví dụ các bạn muốn cái video xuất hiện như thế nào thì các bạn chọn. Ví dụ như mình muốn video này á, nó xuất hiện từ trên xuống nha. Ví dụ này nha, nhấp vào chọn. Đó, nó sẽ xuất hiện từ trên xuống. Rồi nha, để mà chỉnh sửa cái thời lượng nó chạy từ trên xuống thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh dưới đây để thanh thời gian nè. À, nó sẽ xuất hiện 0,5 giây, tức là trong vòng 0,5 giây nó sẽ chạy từ trên xuống. Thì nếu các bạn muốn xuống lâu hơn thì các bạn tăng cái này lên. Đó, hoặc là muốn nhanh hơn thì giảm nó đi. Đều được nha các bạn. Rồi, bắt những hiệu ứng khác thì cũng làm tương tự như vậy nha. Rồi, cái menu thứ hai là Out. Out tức là cái hiệu ứng mà video mất đi các bạn. Đó, ví dụ như mình muốn cái video này sẽ đó thu nhỏ lại và mất đi như thế này nha, mình sẽ click chọn vào đây. Rồi, mình sẽ cho nó chạy thử nha. Đó, nó sẽ mất đi kiểu đó. Rồi, cái thời lượng mà cái hiệu ứng này xảy ra thì các bạn có thể điều chỉnh dưới đây nha. Lâu hay mau thì tùy các bạn nha. Rồi, cái menu tiếp theo là Combo. Combo này là nó sẽ cho chúng ta cái hiệu ứng toàn bộ từ đầu tới cuối video luôn. Ví dụ như đây. Hoặc là đây, click chọn. Rồi đó, nó sẽ cho cái hiệu ứng toàn bộ từ đầu tới cuối luôn. Ok chưa? Rồi, muốn không bấm bỏ hiệu ứng đi thì click vào non. Bên này cũng vậy, non non hết. Rồi, cái chuyên mục tiếp theo đó chính là Adjustment. Adjustment này á, thì là cái hồi nãy mà chúng ta sử dụng để chỉnh sửa màu sắc ánh sáng của cái Adjustment Layer này các bạn. Đó, đây nè. Chúng ta thay vì chúng ta chỉnh sửa trên cái Adjustment Layer thì chúng ta cũng có thể chỉnh sửa trực tiếp trên cái video này luôn. Đó, ví dụ như muốn video này nó vàng hơn hay là tím hơn hay là xanh hơn. Đó,
rất là dễ đúng không? Đây là tăng độ sặc sỡ của nó lên nè. Rồi đây là ánh sáng này, đồ cần chất này, các thứ này, cái này các bạn cũng có thể mò nha, rất là hay ho dưới này á. Đó. Rồi bên này là HSL là chỉnh sửa chuyên sâu màu sắc, là biến đổi màu sắc á. Ví dụ như màu đỏ này, ở trong này có màu đỏ này đúng không các bạn? Mình muốn cái màu đỏ này chuyển thành màu vàng đúng không, thì mình sẽ kéo nó qua đây. Đấy, đó, nó sẽ chuyển qua màu vàng, thì những cái vùng màu đỏ trên cái video của chúng ta sẽ chuyển qua màu vàng. Hoặc là chúng ta muốn giảm cái độ saturation của màu đỏ này xuống về không thì có thể giảm đây đó, những cái vùng màu đỏ nó sẽ giảm xuống không hết, về trắng đen hết, hoặc là tăng nó lên đây, hoặc là sáng tối đây, màu đỏ nó sẽ tối đi hoặc là sáng lên, thì đây là thanh này nha. Đây là những cái màu khác, thì trong video của chúng ta có màu nào thì chúng ta cũng có thể chỉnh màu đó. Rồi, ok chưa? Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn sơ qua về cái menu chính của cái phần mềm CapCut quốc tế này rồi đúng không? Rồi tiếp tiếp đó mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thủ thuật nhỏ nhỏ ở dưới đây để chúng ta chỉnh sửa video nhanh hơn. Ví dụ như các bạn muốn cắt video đi thì chúng ta cũng có thể rê cái thanh thanh kim này nè, rê cái kim này tới vị trí mà chúng ta muốn cắt. Ví dụ như mình muốn cắt ở ngay cái khúc mà cô gái này chỉ tay lên mặt đi. Đó, đó, mình muốn cắt ở đây đúng không? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chọn vào video trước, rồi sau đó chúng ta click vào đây. Đây là cái biểu tượng split nè, đây là cắt nè, và các bạn có thể để ý thấy nó còn có một cái ngoặc gọi là Control B, tức là chúng ta cũng có thể không bấm vào đây thì chúng ta cũng có thể bấm Control B để cắt, thì mình sẽ thử nha. Đầu tiên mình bấm vào đây trước nha, đó là nó sẽ cắt ngay đây, nó sẽ cắt cái video này làm hai cái, ok chưa? Rồi mình sẽ trở về nè, Control Z để trở về nha các bạn, Control Z để trở về. Rồi thay vì chúng ta bấm vào đây ấy, thì chúng ta cũng có thể bấm Control B, đó nó cũng sẽ cắt y như là các bạn bấm vào đây nha. Đó, rồi ví dụ như các bạn muốn xóa cái video đằng sau này thì đây, nhấp vào đây và bấm vào đây để xóa nha các bạn, delete này, thấy không? Hoặc là bấm vào đây hoặc là bấm nút delete trên cái bàn phím của các bạn cũng được nha. Rồi mình sẽ bấm luôn cho các bạn xem nha. Đó, vậy là mất rồi nha. Ví dụ như cái video này thì ở đây á, là cái reverse, là nó sẽ xuất cái video này ra 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 sẵn cho chúng ta coi, cho nó mượt đó các bạn. Ví dụ những video mà nó nặng quá 4K đi chẳng hạn thì cái review này nó chạy không nổi, nó cứ dịch 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 dịch, thì chúng ta cũng có thể nhấp vào đây để nó xuất trước cái video đó để chúng ta xem cho nó mượt hơn. Rồi cái này là cái lật video nha các bạn. Ví dụ như đây, cô gái này đang nghiêng đầu qua bên trái đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lật cái video này lại, thì chúng ta click vào đây. Đó, cô gái này sẽ nghiêng đầu qua bên phải, tức là nó lật video các bạn. Đó, bấm vào đây để lật qua lật lại này. Còn đây là xoay video này các bạn. Đó, xoay. Này nó chỉ xoay một bước là 90 độ thôi. Rồi đây là crop video nha các bạn. Ví dụ mình click vào đây để crop. Đó, thì ở đây chúng ta cũng có thể crop lại, không có muốn nó dễ nó rộng như thế nữa thì chúng ta crop vào đây cũng được nha. Đó, bấm confirm thì nó sẽ crop, mình sẽ trở về nha. Rồi ở bên này thì có cái nút gọi là record này các bạn, thu âm á. Rồi mình sẽ hướng dẫn sơ qua vài cái thao tác cơ bản của cái việc xây của cái việc dựng video này. Ví dụ như các bạn muốn cắt nhanh á thì chúng ta cũng có thể là bấm phím B, đó bấm phím B nha các bạn, nó sẽ xuất hiện con dao này, đó cắt nó có thể cắt vị trí nào tùy ý các bạn nha. Rồi bấm phím A để quay lại công cụ, chọn select, rồi chọn, ví dụ mình chọn ba cái này đi, mình chọn cái này đi, rồi mình bấm delete, chọn hai này mình bấm delete, đó rất là nhanh đúng không? Phím A và phím B nha, phím B để tạo thành con dao, phím A để trở lại cái cây chọn. Rồi ví dụ nha, ví dụ như các bạn muốn xuất một cái đoạn video thôi, không muốn xuất hết, muốn xuất một đoạn video thôi, không muốn xuất hết cái video này, thì chúng ta có thể bấm phím, ví dụ như bạn muốn xuất cái video cô gái này thì bấm phím X, đó nó sẽ tự động chọn chọn riêng cái video cô gái này thôi để nó xuất. Khi các bạn bấm xuất ở đây nha, import đây là xuất nha các bạn, thì nó chỉ xuất riêng cái đoạn này thôi. Còn nếu các bạn không bấm á, thì nó sẽ xuất toàn bộ cái timeline này, có cái gì thì nó sẽ xuất cái đó.
Hoặc là các bạn cũng có thể chọn bằng cách bấm bấm phím Y và phím O. Ví dụ như các bạn muốn xuất từ điểm này đi, mình sẽ bấm Y đó và kéo cái kim này qua bên đây. Muốn xuất tới đây thì bấm O đó, tức là nó sẽ chọn cái vùng này nó để nó xuất. Hoặc là chúng ta cũng có thể di chuyển cái này đó, rê chuột lên cái cây này để di chuyển cái vùng chọn nha, thay đổi cái vùng chọn nha, tùy ý nha đó. Còn nếu mà các bạn không chọn thì nó sẽ xuất hết toàn bộ video. Để mà tách cái đó nhanh thì chúng ta cũng có thể, ví dụ mình lại nè, đi lộn đi đây, rồi tiếp tục bên này là O. Ví dụ này, nếu các bạn muốn bỏ hai cái cây này đi thì bấm Alt Select X, nó sẽ mất Alt Select X nha. Rồi bây giờ hướng dẫn các bạn xuất video. Sau khi các bạn chỉnh sửa video xong, thêm âm thanh đồ xong rồi á, âm thanh, ví dụ như âm thanh thì các bạn mình sẽ chọn vào âm thanh nha. Sau khi chọn vào âm thanh thì các bạn nhìn bên góc này nó sẽ có hai cái menu chính là Basic và Speed. Thì ở đây Basic thì các bạn có thể tăng giảm cái âm lượng của âm thanh bằng cách nắm kéo cái này, nó đang là không không là mức cơ bản nha, mức gọi là mức cố định á, giảm nó xuống về trừ vô cùng nó sẽ mất âm thanh, hoặc tăng lên hết cỡ này. Đó, tăng giảm âm lượng là đây nha các bạn. Fade in tức là gì? Là cái mà ví dụ như nó sẽ xuất hiện âm thanh từ nhỏ tới to với đầu âm thanh đó các bạn. Ví dụ các bạn không muốn âm thanh nó xuất hiện liền mà các bạn muốn nó từ nhỏ tới to thì chỉnh ở đây nha. Fade in đó, các bạn nhìn xuống dưới đây thấy không? Từ nhỏ tới to là thấy không? Đó, và fade out tức là âm thanh sẽ từ to tới nhỏ và mất đi. Thì đây. Âm thanh này dài quá mình sẽ cắt bớt, mình sẽ bấm phím B cắt ở đây. Rồi, bấm phím A để chọn và bấm delete. Rồi, lại nha các bạn, mình sẽ chọn vào âm thanh này, rồi chọn vào fade out. Đó, âm thanh sẽ từ nhỏ, từ từ to và dần dần mất đi. Đó. Rồi, noise reduction tức là loại bỏ tiếng ồn trong âm thanh đó các bạn. Voice effect thì ở đây các bạn có thể chọn vào đây rồi sổ xuống đây để chọn những cái hiệu ứng âm thanh mà các bạn thích để làm biến đổi giọng nói rồi biến đổi âm thanh các thứ các bạn. Đó, cái này thì mình không sử dụng nên mình không quan tâm lắm. Rồi bên này là speed, speed tức là thay đổi cái tốc độ của âm thanh các bạn, tăng nhanh hoặc là chậm đi. Thì cái thanh này nó cũng hiển thị thời gian mà sau khi chúng ta thay đổi này, âm thanh của chúng ta đang là 9 giây đúng không? Chúng ta muốn nó nhanh hơn thì nó sẽ giảm xuống còn 4,5 giây, nhanh nhanh gấp đôi này thấy không? Y chang là chỉnh tốc độ của video luôn, không khác gì hết. Rồi, ở bên này là giữ cái âm thanh đó. Nó giữ cái tông của âm thanh đó. Rồi. Vậy là xong, tới cái bước cuối cùng là cái bước xuất. Xuất video thì chúng ta chỉ cần nhấp vào cái import ở đây. Đó. Rồi, ở cái mục này á, thì chúng ta đặt tên cái video mà chúng ta muốn xuất. Ví dụ mình đặt tên video này là ABC. Rồi cái mục thứ hai là Export Tool này á, thì chúng ta cũng có thể chọn cái điểm lưu video. Thì mình sẽ thay đổi nó bằng cách nhấp vào thư mục này, rồi chọn vào cái vị trí mà chúng ta muốn lưu. Ví dụ mình muốn lưu vào desktop đi. Rồi sau đó mình select folder thì nó sẽ lưu cái video mà chúng ta xuất này ra vào desktop. Rồi ở dưới này là những cái cài đặt thông số khi xuất video. Thì chúng ta cũng có thể chọn vào cái resolution này, nhấp vào đây nha các bạn. Thì chọn xuất ở 480, 720 hay là 1080, 2K và 4K. Ở dưới này á, là cái bitrate. Bitrate thì chúng ta cũng có thể chọn là 2 là cao nhất nha các bạn. Này là thấp này, này đề xuất này, cao nhất này. Đây là tùy chỉnh nè. Tùy chỉnh thì nói chung các bạn cứ để là 2 cho mình. Rồi, codec thì các bạn để là H264 nha. Rồi, format thì các bạn để là MP4. Rồi frame rate thì các bạn cũng có thể để là, ví dụ cái video của bạn nhiều chuyển động á, thì các bạn để cái frame rate cao cao một tí. Còn video của bạn chỉ ngồi nói hoặc là khung hình không có chuyển động nhiều thì các bạn để là 24, 25 hoặc là 30 cũng được. Thông thường mình hay để là 30 á. Rồi, khi mà các bạn xuất video này ra nó sẽ có một cái chữ ký cấp kết ở đâu đó trong đây. Nếu các bạn không click vào đây nha, ví dụ các bạn không click vào đây thì nó sẽ có một cái logo cấp kết nằm ngay góc này. Đó, khi các bạn xuất video ra nó sẽ có một cái logo ở đây. Để mà loại bỏ logo này á, thì chúng ta click vào cái remove watermark. Đó, nó sẽ mất logo đi và chúng ta bấm xuất. Ở dưới này nó sẽ có một cái thông số của video. Video này nó độ dài là 10 giây và cái kích thước của video này là 19 m. Nó tính toán trước cho chúng ta biết. Đó, sau khi mà ok hết rồi thì các bạn bấm export. Đó. Nó sẽ chạy cái này. Sau khi chạy xong là video xuất xong nha các bạn.